Là tình cờ gặp lại cái anh máy xới hôm bữa nè anh em. Anh máy xới mà có ngồi có cái bánh xe anh xào á. Hôm nay anh để dàn xới như vậy cái anh mang miếng dán vô anh chạc đất luôn nha. Này thì anh làm đất nhà của anh nha chứ không phải anh làm mướn nha anh em. Cho nên anh em không phải chuyên nghiệp nha. Đó. Để xem anh làm gì đây. À cột cộng là tối hai bên được kéo dán đó đang đang xới 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 xong rồi giờ cột là tối đặt luôn xới bằng nghe không để cái đó ngồi luôn lấy cái ghế ngồi ra lại. Đó. Xem ảnh tạc nha mọi người. Vô số. Để cái dàn xới về luôn, khỏi tháo luôn, mang cái bánh bội xới luôn. Xem ảnh cột dây hơi dài rồi. Cột dây dài vậy. Dài quá trộm giò xa lắm. Rồi ảnh cột dây hơi dài rồi mình nói mà ảnh không chịu. Ảnh là được. Tút sao vậy sao anh chồm giò tới mọi người đó để anh chạy lại cái phình gò đó đó xem anh đạp u cái chuyện tép quần anh ơi đó rồi xa quá đạp miếng dán đâu dừng đứng được hết hết giò rồi xéo xéo à cột lại chút à anh ấy à cột lại là ảnh đi bộ quá ảnh nhảy xuống ảnh đi thì nó cạp cái gót chân của ảnh đúng rồi còn hả làm cột là phải làm có ghế ngồi mới làm cột được ô đạp kìa đạp xuống trũng đó đi cũng đi được chiếc bùn xuống trũng đó chứ đó quần ảnh chắc ghê ha anh em đạp vậy mà không tét cái quần ha em ghẹo em chơi nha anh tàn an anh có xem video này anh thông cảm cho em nha em vui miệng quá đó này thì anh trai đất nhà ảnh không có mua bánh lá nha tại vì ảnh chạy cũng không có chuyên nghiệp đó không cần đầu tư bánh lá gì ở nhà tha tha vậy cả đó. Rồi ảnh đẩy tới trển luôn nè cái đường đó được đường gò đó cái tấm dáng không đứng nổi nó xéo xéo à tại vì đạp hết giò rồi mà không đứng lên tấm dáng không dừng đứng được này anh phải đầu tư cái cây lết ghế ngồi nữa mới ngon chứ vậy thấy ta làm nhà thì được chứ làm mướn chắc người ta không kêu đâu ờ anh đi bộ đó anh sợ cạp gót chân hả anh đó bắt đầu tới rồi nè lạp nè ủa đi hoài đấy không đạp anh đó đạp miếng dán xéo 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 à này thì K700 đầu máy thì Vikino RV125 đầu máy này của để Korea là Hàn Quốc hợp tác này anh chạy búa xua ta
ta chạy sao anh không chạy giáp bận cái chỗ nào gò thì đạp, chỗ nào trũng thì buông ha. Anh quanh chi cực đó, cũng chuyên nghiệp, cũng điêu luyện lắm mà nha, cũng quen rồi nha. Này máy này đưa mấy anh em máy cạc đất khác lên chạy chừng không quen à. Ảnh quen cái cộng lò tối dài của ảnh này. Ủa sao vậy, hồi lúc ảnh chơi á anh không mang theo con dán này luôn ta? Là ngon luôn á, chơi trước tha làm sao vậy nè. Hôm qua ảnh chơi mình không thấy ảnh mang theo. Đó, đạp xuống trũng đó, nhả ra đó, cái trũng nước không đó, không có lầu cục đất nào là trũng đó. Này là căng theo mực nước nha. Buông. Ủa sao xuống trũng đạp luôn ta? Đó, buông rồi. Đầu máy này cũng còn mới mua à, mới à, thấy màu keng à, keng sà beng à, tại dính bùn á. Như mùa vụ rồi mình có quay anh này một lần nè. Mọi người nếu đã từng xem kênh của mình thì chắc cũng thấy anh này ha. Vụ rồi á, mình có quay một lần. Đó. Đạp xuống trũng đó. Thấy cái chân ảnh dài thêm chút nữa ngon à, miếng dán nó đứng thêm chút. Quá ok anh ơi. Làm hay quá anh ơi. Đạp trúng trũng nhả ra. Anh vừa chạy mà anh dòm giáo giác lên coi nào rò đó. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Xin hẹn mọi người những video tiếp theo. Bây giờ xin chào tạm biệt.